có lửa cháy đấy, nhưng mà chưa đủ để nấu nồi súp. Đeo đuổi giấc mơ đó dù cho nó khó khăn, nó quật ngã bạn cả trăm lần, nhưng hãy đứng dậy. Em đã từng mơ rất là nhiều lần em có thể xõa mình ra như thế này. An toàn rồi. Sở dĩ ngày hôm nay mà Huy ra với một cái tâm trạng lo sợ như vậy, bởi vì là cái vị trí mờ cờ này đang bị lung lay và đe dọa dữ dội, bởi vì hai vị giám khảo của chúng ta đang có ý định nhăm nhe cướp cái vị trí này. Nên bây giờ phải kiểm tra trước khi nói câu chào đầu tiên. An toàn rồi. Xin chào mừng tất cả quý vị, các anh chị và các bạn đang đến với chương trình Ai Tỏa Sáng. Và đêm nay cái tên nào sẽ được sướng lên để đi tiếp vào vòng bán kết của chương trình Ai Tỏa Sáng? Dạ, vị trí này em canh dữ lắm rồi mà không ngờ. Ngay bây giờ đây tất cả chúng ta hãy cùng nhau vào cuộc hành trình để tìm kiếm quán quân của Ai Tỏa Sáng 2016. Xin mời em. Dạ. Vâng, và sau đây, tiết mục đầu tiên xin mời tất cả quý vị và các bạn đến với một tiết mục, một tiếng hát cũng khá quen thuộc của thí sinh đầu tiên mà tôi xin giữ bí mật. Hãy khóc đi hết trong lòng sẽ vơi sâu đi vô vọng. Tình yêu đã hết xin đừng nhớ nhau làm chi. Và ở nơi đó có người cho em niềm vui mới. Rồi em lại bước trở về thắp lên một tia hy vọng. Nhìn tia sáng ấy vô hồn lẽ loi vụt qua. Thì thôi hãy nói một lời cho anh bình yên. Đừng buồn, xin em hãy đừng buồn. Cố gắng bước qua trong thời gian này. Anh đợi chờ, ngàn năm vẫn đợi chờ. Khi xưa mất nhau chỉ vì ai. Ở nơi đó em được yêu, em được mơ, em được vui. Có khi nào buồn không? Thôi đừng nhớ, thôi đừng thương, thôi đừng yêu, thôi đừng mơ để. Hãy khóc đi hết trong lòng sẽ vơi sâu đi vô vọng. Tình yêu đã hết xin đừng nhớ nhau làm chi. Và ở nơi đó có người
cho em niềm vui mới. Rồi em lại bước trở về, thắp lên một tia hy vọng. Nhìn tia sáng ấy vô hồn lẽ loi vụt qua. Thì thôi hãy nói một lời cho anh bình yên. Em đừng buồn, xin em hãy đừng buồn. Cố gắng bước qua trong thời gian này. Anh đợi chờ, ngàn năm vẫn đợi chờ. Khi xưa mất nhau chỉ vì ai. Ở nơi đó em được yêu, em được mơ, em được vui. Có khi nào buồn không? Vâng, xin cảm ơn tất cả quý vị, các anh chị và các bạn. Hôm nay em cảm thấy là em đang rất tỏa sáng. Trời ơi, tuyệt vời. Em chịu. Tuyệt không? Dạ tuyệt chịu. Tuyệt không? Vì dạ, không? Vô chung kết luôn. Vô thẳng. Ủa, chung kết dạ, em hơi nhập tâm vô vị trí này quá. À, anh Thuận ơi, vậy giờ hôm ấy bây giờ anh muốn làm MC hay là muốn làm thí sinh hay là giám khảo để em biết đường em tính anh? Và bây giờ chương trình tiếp nối, xin mời tất cả quý vị, các anh chị và các bạn hãy gặp gỡ MC của chương trình Ngô Kiến Huy. Trời ơi. Dạ mời anh. Dạ dạ. Mời anh Minh Thuận về vị trí. Trời ơi. Dạ dạ. Rồi em nghe câu đó xong em mừng muốn khóc luôn vậy đó. Cái vị trí này nó canh dữ lắm rồi. Đã canh hai cái người giám khảo chính rồi mà cũng bị dính người giám khảo khách mời nữa. Quay trở lại chương trình. Hên còn một vị trí trong chương trình. Và bây giờ hết rồi. Và bây giờ là thành phần hai vị giám khảo quen thuộc của Ai Tỏa Sáng. Hãy đón chào giám đốc âm nhạc, ca sĩ, nhạc sĩ Phương Nguyên. Và tiếp theo, ca sĩ, nhạc sĩ, nghệ sĩ Đức Huy. Và cuối cùng, MC, diễn viên, ca sĩ kim luôn người cướp diễn đàn, anh Minh Thuận. Cuộc sống đôi khi nó xảy ra nhiều điều bất ngờ, không thể ngờ được. Và bây giờ hãy đến với vòng thi đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay. Vòng thi sao ánh hào quang. Và trong vòng thi đầu tiên này, có thể nói là vòng thi để cho các thí sinh của chúng ta giới thiệu về bản thân mình. Và chúng ta sẽ có 6 thí sinh tại vòng thi đầu tiên. Và nhiệm vụ của các bạn là phải chinh phục được càng nhiều lượt bình chọn càng tốt. 100 vị khán giả có điểm bầu chọn là 1. Và 3 vị giám khảo chính của chương trình với số điểm bầu chọn là 5. Và MC với 1 lượt bình chọn tương đương 5 điểm. Số lượt bình chọn tối đa là 120 lượt bình chọn. Và nếu trong vòng 2 phút họ chinh phục được trên 70 sự bình chọn thì ánh đèn sân khấu sẽ bừng sáng và họ sẽ lộ diện trên sân khấu này. Còn ngược lại, trong vòng 2 phút nếu các bạn không thể chinh phục được 70 lượt bình chọn thì chúng tôi rất tiếc, bởi vì chúng tôi sẽ không thấy được mặt các bạn là ai cho đến tận khi vòng thi đầu tiên kết thúc. Và thí sinh nào có lượt bình chọn thấp nhất trong vòng thi đầu tiên này sẽ là người nói lời chia tay với chương trình.
Và bây giờ hãy bắt đầu vòng thi đầu tiên. Sao Ánh hào quang. Và bây giờ là bài hát đầu tiên của vòng thi thứ nhất, ca khúc Nắm Lấy Tay Anh, sáng tác Tú Dừa và giọng ca thần tượng Tuấn Hưng. Ngày ta sánh đôi, hạnh phúc nói cười, chỉ mong thế thôi, đến tận cuối cùng. Từng giây phút trôi, ánh mắt rạng ngời, cầm tay bước đi, tiếng yêu cất lời. Và anh cảm ơn cuộc đời này đã mang em về bên mình để rồi mỗi sớm mai khi thức dậy, anh nói rằng hãy yêu anh và bên anh người nghe. Và bây giờ hãy đón chào thí sinh đầu tiên. Sánh đôi, hạnh phúc nói cười, chỉ mong thế thôi, đến tận cuối cùng. Từng giây phút trôi, ánh mắt sáng ngời, cầm tay bước đi, tiếng yêu cất lời. Và anh cảm ơn cuộc đời này đã mang em về bên mình để rồi mỗi sớm mai khi thức dậy, nói rằng hãy yêu anh và bên anh người nhé. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, để hứa với nhau một câu sẽ đi trọn thế cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì em yêu ơi xin em hãy cứ tin. Nắm tay nhau thật chặt và giữ tay nhau thật lâu, để hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì đôi ta cũng sẽ không xa rời. À, lúc trước mình vừa học cao đẳng thì vừa đi làm bán kẹo kéo kiếm tiền. Thì nói chung là mình làm để phụ giúp gia đình và cũng coi như là thỏa mãn niềm đam mê ca hát. Thì mình cũng học ra trường rồi, bây giờ làm công việc này thì không có đi đâu được nữa, chỉ nghe điện thoại liên tục. Hồi xưa là mình đi bán kẹo kéo á, thì mình hát, mình đều hát những ca khúc của anh Tuấn Hưng hát, cho nên mình không biết giọng mình giống giọng anh Tuấn Hưng lúc nào cũng không biết nữa. Và chúc mừng bạn, Mandel Spotlight đã mở và bạn nhận được 77 lượt bình chọn. Wow. Và bây giờ hãy đến với phần nhận xét của ban giám khảo. Em mời anh Minh Thuận. Cái nhà này có nhiều luật ngầm lắm anh. Thấy nói có vẻ căng thẳng quá. Dạ. Ok vâng. Dạ xin mời Minh Thuận ạ. Minh Thuận sẽ nói trước. Xin chào thân. Thật sự ra ngày hôm nay em đã làm quá tốt, thậm chí em phát âm hoàn toàn chính xác giọng hát của anh Hưng. Và tôi nghĩ là anh Hưng sẽ rất vui khi nghe được giọng hát của em. Nhìn em cũng rất là chậm chạy, nhìn giống cây Aladdin và cây đèn thần. Nếu mà lúc đầu em biết tiết chế trở lại, nó sẽ hay hơn. Dạ, xin cảm ơn ạ. Và cảm ơn bạn. Và bài hát tiếp theo là ca khúc Tàu Anh Qua Núi, sáng tác Phan Lạc Khoa và giọng ca thần tượng Anh Thơ. Đi dọc Việt Nam theo bánh con tàu quay, qua đèo Hải Vân mây bay đỉnh núi. Nhớ khi xưa qua đèo qua núi mà lòng anh mơ. Tàu qua núi cao. Và đây là một giọng ca mà Huy nghĩ là vô cùng khó để có thể mà mô phỏng được, và không biết thí sinh của chúng ta sẽ thể hiện như thế nào. Và hãy đón chào thí sinh tiếp theo. Ừ.
dòng Việt Nam theo bánh con tàu quay, qua đèo Hải Vân mây bay đỉnh núi. Nhớ khi xưa qua đèo qua núi mà lòng anh mơ. Tàu qua núi cao, ngày hôm nay thanh thoáng con đường lớn. Tàu anh đi trong yêu thương chào đón, tha thiết bao niềm vui theo bánh con tàu đi. Cho tàu anh tới là yêu nhau, mây xuôi em cũng lội là yêu nhau, mây núi em cũng treo. Đi sông Việt Nam theo bánh con tàu quay, qua đèo Hải Vân mây bay đỉnh núi. Nhớ khi xưa qua đèo qua núi mà lòng anh mơ. Mình đang học nhạc viện ở thành phố Hồ Chí Minh. Mình đến từ Hà Tĩnh. Mình thích hát từ nhỏ. Không biết ngộ hưởng ở đâu ra mà nhạc trữ tình của anh thơ đã ngấm vào lòng mình. Thế từ đó là mình đi theo dòng nhạc trữ tình. Ước mơ của mình là muốn được đi hát, được đứng trên sân khấu. Nhưng mà bố mẹ, mọi người xung quanh mình thì lúc đầu là không muốn mình theo con đường nghệ thuật này. Mỗi đêm thì họ đều tâm sự với mình vẫn suy nghĩ nhưng mà vẫn quyết tâm theo con đường nghệ thuật này. Anh Thơ là một ca sĩ rất là giọng rất là dày và là giọng cao. Mình thì hơi mỏng, mỗi lần lên cao mình rất là phố. Nhưng mình sẽ kiềm chế lại điều đó và mình tin mình sẽ làm được. Và chúc mừng bạn nhận được 87 lượt bình chọn. Dạ, cảm ơn. Khi bạn chọn ca khúc tương đối là khó nhưng mà bạn đã vượt qua rồi. 87 lượt bình chọn tính hiện thời điểm hiện tại đang là vị trí an toàn để bước vào vòng 2. Và hãy xem giám khảo nhận xét gì về bạn. Xin mời anh Đức Huy ạ. Hôm nay tôi nghe bạn hát thì lúc phần đầu đó tôi cũng hơi lo lắng một chút. Nhưng mà trải qua cái đoạn A1 mà bạn thì bạn làm rất tốt. Và đó là lý do tại sao mà mọi người yêu mến bạn. Và bạn đã có một cái điểm số khá cao, 87. Có vẻ như là rất an toàn bước vào vòng 2. Dạ, xin cảm ơn. Và chúc mừng bạn một lần nữa với 87 lượt bình chọn. Và bài hát tiếp theo, Chỉ Anh Hiểu Em, sáng tác Khắc Việt và giọng ca thần tượng Khắc Việt. Mộng mơ lắm, mình từng hé nữa sẽ mãi luôn bên nhau. Mình từng đã hứa sẽ mãi không bao giờ xa cách rời. Mà nay giờ đây hai đứa hai nơi. Và hãy đón chào thí sinh tiếp theo. Anh nhớ những ngày mà mình còn bên cạnh nhau, thật đẹp biết mấy khoảnh khắc yêu thương này, thật đẹp biết mấy những lúc ta vừa quen nhau, thật đẹp biết mấy lúc ta mới yêu nhau, khi đôi ta mới yêu nhau. Nhớ về anh những ngày xưa, có bao giờ em
giờ. Có bao giờ em thấy thật tiếc cho tình yêu của đôi mình? Và khi em gặp người mới chắc gì đã hơn ai. Có bao giờ em nghĩ không ai yêu em bằng ai? Lúc em cần nũng níu trên bờ vai anh này, lúc em cần ai đó em thật lâu từ đằng sau lưng em này. Chỉ anh mới biết, chỉ anh mới hiểu được em. Có bao giờ em nhớ nhớ về anh như ngày xưa? Có bao giờ em nghĩ nghĩ về anh bây giờ? Có bao giờ em thấy thật tiếc cho tình yêu của đôi mình? Và khi em gặp người mới chắc gì đã tốt nghiệp khoa xây dựng trường công nghệ quản trị doanh nghiệp. Tại vì ở nhà truyền thống á, ba ông nội đều làm ngành bên ngành xây dựng, nên bởi vậy mình quyết tâm và học xây dựng để cho ba mẹ vui. Bên cạnh đó thì cái niềm đam mê ca hát của mình lúc nào cũng cháy bỏng. Từ bé thì mình đã tham gia các hoạt động ở trong hội thánh như hội thánh ca, và song song đó trong trường lớp thì mình cũng hoạt động rất là nhiều nghệ thuật văn nghệ. Mặc dù có rất nhiều người ở xung quanh phàn nàn và phản đối mình đi theo con đường nghệ thuật, nhưng mà ba mẹ, nhất là mẹ, mặc dù mẹ hay bệnh nhưng mà mẹ cũng lúc nào cũng ở bên và ủng hộ và có niềm động lực cho mình để tiếp tục đi theo con đường ca hát. Chị Anh Hiểu Em đã mang về cho bạn 72 lượt bình chọn. Từ bản thân bạn đánh giá phần thi của mình được bao nhiêu điểm? Em nghĩ 70 điểm. Chắc rồi, rồi hiểu rồi, 72 điểm. Thực tế ha. Bây giờ là lời nhận xét của ban giám khảo, xin mời ạ. Qua cách của việc hát và em là hát một cách lười biếng. Thì tôi ta mới yêu nhau mà đa 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 đa. Vậy đó, cái kiểu thôi, cái kiểu hát thì giống như sắc thái trong giọng hát hoàn toàn không hề giống. Còn là đang cố ém hơi để hát cho nó nhẹ lại. Còn em thì không có được cái kỹ thuật đó. Đó, cho nên là để đánh giá giống hay không thì chị nghĩ là không giống lắm. Dạ. Xin cảm ơn. Cảm ơn ban giám khảo và chúc mừng bạn 72 lượt bình chọn. Và ca khúc tiếp theo là một bài hát nước ngoài, A Whole New World, và giọng ca thần tượng Lia Salonga. I'm like a shooting star. I've come so far. I can't go back to where I used to be. Every turn a surprise. Khi giai điệu bài hát này lên, chúng ta đã rất quen thuộc rồi. Đây là bài hát chủ đề trong bộ phim Thần Đèn Aladdin. Và hãy đón chào thí sinh kế tiếp. Shimmering, splendid. Tell me, princess, now when did you last let your heart decide? I can open your eyes, take you wonder by wonder.
và mình đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Và mình đang là sinh viên ngành thời trang và dệt may. Tuổi thơ Phượng gắn liền với những bộ phim hoạt hình của Walt Disney. Và Phượng luôn luôn ước mơ mình được trở thành các công chúa trong các bộ phim đó. Mình hay chui vô phòng của mẹ, xong rồi giả bộ quấn cái mền vô người, xong rồi bắt đầu là hát rồi múa. Ước mơ là mình đang được nhảy múa cùng hoàng tử. Cho đến khi lớn thì Phượng bắt đầu tìm hiểu về các bộ phim của Walt Disney. Và Phượng đặc biệt thần tượng nữ ca sĩ Lia Salonga. Cuộc thi Ai Tỏa Sáng cũng là nơi để Phượng sẽ thỏa được ước mơ tái hiện lại hình ảnh của nữ ca sĩ Lia Salonga. Và Phượng mong là trong tương lai Phượng có thể tham gia lồng tiếng và thực hiện những ca khúc mà các bộ phim hoạt hình được chiếu ở Việt Nam. Chúc mừng bạn đã nhận được 88 lượt bình chọn. Mời bạn. Dạ, lời đầu tiên em xin gửi lời chào đến ban giám khảo và toàn thể quý vị khán giả và anh Ngô Kim Hương ạ. Từ bé em đã rất là đam mê các bộ phim của Walt Disney ạ. Và em luôn ước mơ được là các công chúa trong các phim đó, cho nên là em luôn tập theo ạ. Hãy nhìn dưới kia đang có hai vị hoàng tử. Chúng mình nhận xét bạn. Bạn chọn hoàng tử nào? Hắc hoàng tử hay là bạch hoàng tử? Dạ, em chọn Dạ, chị Nguyên là trắng đen, dạ hắc bạch. Dạ. Mời chị Nguyên. Salonga thì có phần giống mũi. Và bạn cũng có cái phần đó, chính cái đó nó làm cho bạn giống. Cái đặc biệt của bạn là bạn cho chúng tôi thấy được những gì bạn đang thấy. A whole new world. Đó là sự thành công của phần trình diễn của dòng thi này của bạn. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Cảm ơn bạn và chúc mừng bạn. 88 lượt bình chọn. Ca khúc tiếp theo, một sáng tác của Đỗ Hiếu, bài hát Bad Boy và giọng ca thần tượng Đông Nhi. Và hãy chào đón thí sinh kế tiếp. Đi trong ngóng đôi môi đã xa rồi, đã không còn đâu. Này anh đừng nói thêm chi, đừng than trách được gì, chỉ thêm trái ngang đắng cay. Đã qua rồi ngày mát môi hồng nồng say, em đâu nào hay anh rõ ràng. Cứ quay mặt em sẽ quên người đã tạt phai, vội vàng như mây khói. Xin anh đừng quay về, quay về nữa. Tim em nay đang quá lạnh lùng. Xin anh đừng mong chờ, mong chờ, mong chờ nữa. Anh trông em như năm tháng phai nhòa. Xin anh đừng quay về, quay về, quay về nữa. Tim em nay đang quá lạnh lùng. Xin anh đừng mong chờ, mong chờ, mong chờ nữa. Anh trông em như năm tháng phai nhòa. Đến từ đất đỏ Bà Rịa Vũng Tàu và hiện tại mình đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại mình đang là ca sĩ tự do, idol mạng xã hội. Nhi đã từng học trường FPT nhưng vì đam mê nên Nhi quyết định là sẽ không học nữa. Và ba mẹ có giận, có la, có mắng và một khoảng thời gian sau khi thấy cái quyết tâm của Nhi thì gia đình đã không còn ngăn cản nữa. Đối với Nhi, âm nhạc nó đã giúp cho Nhi rất là nhiều. Mỗi ngày Nhi đều được hát cho mọi người nghe. Việc tập luyện để giống ca sĩ Đông Nhi rất là khó khăn. Bởi vì
giọng hát của cô ca sĩ này rất là đặc biệt. Như chị dám nói là Nhi có thể giả được một phần nào đó. Khi mọi người nghe, mọi người sẽ cảm thấy là có Đông Nhi ở trong giọng hát đó. Và chúc mừng bạn đã nhận được 84 lượt bình chọn. Mời bạn. Hôm nay ngoại hình bạn giống, thêm make up, thêm cái đặc trưng của Nhi là có cái nút ruồi duyên ở đây nữa. Dạ, em cảm ơn ạ. Và bây giờ hãy đến phần nhận xét ban giám khảo. Xin mời anh Minh Thuận ạ. Thật sự ra những bài hát của chị Đông Nhi nó cũng khó. Một cái là nó rất hiện đại. Những cái beat, những cái điện tử của nó làm, hoặc là những cái giọng bè nó hòa vô rất là nhiều. Cho nên để một cái giọng hát của em để mà nghe ra được đó thì cũng hơi khó. Và cái phần trình diễn của bạn nói chung thì tốt, ngoại trừ cái điệp khúc đầu tiên mình hay bị đẩy cái nhịp nó lên, nhưng mà bây giờ cái nhạc nó là chỉ có nhạc thâu chết rồi. Em, mà mình tất cả phải... đoạn B đều bị phô hết anh ạ. Vâng. Cả đoạn B vâng, sau đó đoạn B sau thì nó hơi bị chênh. Dạ. Bị chênh nó hơi cao hơn. Hơi cao. Bởi vì thế mà tôi vẫn cứ thường nhắc đi nhắc lại là khi hát á, mình phải lắng nghe chính mình kỹ trước, xem mình có đúng cái âm với cái ban nhạc đang đệm cho mình, hoặc là mình có đúng theo cái nhịp hay không. Mà những cái bài nhanh như này thì nó cần đến cái sự ăn khớp giữa cái giọng hát và cái nhịp, nhất là cái trống, hai cái nó phải bắt tay thật là chặt với nhau nhá. Vòng sau mong là em sẽ cố gắng hơn. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn ạ. Và với 84 lượt bình chọn thì bạn đã phải nói là nằm ở vị trí an toàn bước vào vòng 2. Chúc mừng bạn với 84 lượt bình chọn. Và bài hát cuối cùng của vòng thi đầu tiên là ca khúc Say You Do, sáng tác Tiên Tiên và thần tượng Tiên Tiên. Ta gặp nhau một chiều thu tháng 10, vì nụ cười ấy cho em nhớ mong từng ngày. Ba la 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 la. Đêm về nghe lòng thương anh mất rồi, ngại vì mình còn gái phải làm sao. Và chúng ta hãy dành những tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ tinh thần cho thí sinh cuối cùng. Ta gặp nhau một chiều thu tháng 10, vì nụ cười ấy cho em nhớ mong từng ngày. La 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 la. Đêm về nghe lòng thương anh mất rồi, ngại vì mình còn gái phải làm sao. Trời ơi, trời ơi, lỡ buông lời yêu anh, giờ anh xa lánh biết sao giờ, vì chỉ thấy nắng trong tim mình. Say you do, you do, lỡ mai mình yêu nhau, đừng cho em ngóng những chưa hẹn, dù trời nắng hay mưa trên đâu. Say you do, say you do. Rồi ngại vì mình còn gái phải làm sao. Trời ơi, trời là buồn người yêu anh, giờ anh xa lánh biết sao giờ, vì chỉ thấy nắng trong tim mình. Say you do, you do, lỡ mai mình yêu nhau, đừng cho em ngóng những chưa hẹn, trời nắng hay mưa trên đầu. Say you do, say you do. Chúc mừng bạn đã hoàn thành phần dự thi. Và rất tiếc số lượt bình chọn dành cho bạn là 60 lượt bình chọn, chưa đủ để màn đèn spotlight có thể mở ra và chúng tôi có thể thấy bạn là ai. Và như vậy thí sinh cuối cùng của vòng thi đầu tiên đã trình diễn xong. Và chúng ta hãy gặp gỡ lại tất cả thí sinh trong vòng thi thứ nhất. Xin mời.
Và đây là 6 bạn thí sinh của vòng thi đầu tiên. Và trong số 6 bạn thì có một bạn thí sinh bây giờ chúng ta mới được biết là ai. Như Thảo, hãy giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Hồ Bùi Như Thảo, năm nay em 17 tuổi, em hiện đang học cấp 3. Và hãy tặng chúng tôi một ca khúc bằng chính giọng hát của bạn. I remember times when I tell your fate, but I'll never let you go. All the shadow, don't know my skills lie. I remember you said, don't leave me here alone. You're gonna go and turn it past tonight. Safe and sound. Với chất giọng vừa rồi thì ban giám khảo thân mến, chất giọng hiện tại của bạn thì ban giám khảo đánh giá như thế nào ạ? Tôi thấy cái chất giọng trong cái bài hát vừa rồi hơn. Thế nhưng mà hãy xem là cái hôm nay là bạn không may mắn đấy thôi. Nhưng mà nếu mà bạn say mê ca hát nhá, rồi thì chọn đúng cái bài hát cho mình thì tôi chắc chắn là bạn sẽ được cao điểm lắm trong những cái cuộc thi tới mà bạn tham dự. Em cảm ơn. Và bây giờ sẽ là lượt bình chọn của các bạn sau vòng thi đầu tiên. Và Huy công bố dựa vào thứ tự từ cao đến thấp. Và tạm dẫn đầu sau vòng thi đầu tiên với 88 lượt bình chọn. Xin chúc mừng Thu Phượng. Và theo sát phía sau chỉ kém một lượt bình chọn là 87 lượt bình chọn. Xin chúc mừng Huyền Trang. Xem ra cuộc đua của chúng ta khá căng thẳng với vị trí thứ 3, 84 lượt bình chọn thuộc về Yến Nhi. Và ở vị trí thứ 5 với 77 lượt bình chọn, xin chúc mừng Văn Thân. Và với 72 lượt bình chọn, xin chúc mừng Văn Minh. Và với 60 lượt bình chọn, chúng tôi rất tiếc khi phải nói lời chia tay với thí sinh Như Thảo. Khi mình dừng cuộc chơi tại đây thì con mình cũng khá là buồn và thất vọng, kiểu như là mình chưa hát được hết khả năng của mình. Cũng khá là run nên là phần trình diễn của mình không được tốt. Nhưng mà nó làm cho mình có cái động lực hơn vì với những chương trình khác, dù như mình sẽ có ước mơ của mình sẽ lớn hơn, mình sẽ cố gắng hơn nhiều hơn. Có thất bại thì mới có thành công, nên mình sẽ cố gắng hết sức cho những cuộc thi sau. Đó là tôi rất là thú vị thấy có một người như thế đến tán tỉnh con gái tôi. Em có thể bay giờ đó. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình Ai Tỏa Sáng. Và đây là vòng thi thứ 2 mang tên Dưới Ánh Hào Quang. Và chúng ta còn lại 5 thí sinh để bước vào vòng 2. Và đây là vòng thi đòi hỏi sự tập trung cao độ của các bạn, bởi vì các bạn sẽ phải trình bày 5 nửa bài hát theo thứ tự ngẫu nhiên. Tức là khi ánh đèn sân khấu đánh vào thí sinh nào, các bạn sẽ có thời gian là 2 phút để trình diễn. Thí sinh nào có tổng lượt bình chọn thấp nhất qua 2 vòng thi sẽ là người nói lời chia tay với chương trình. Và bây giờ hãy đến với vòng thi Dưới Ánh Hào Quang. Tình tan vỡ một vùng biết trốn đêm, tìm lại những giấc mơ xưa ấm của ngày xưa ấm êm. Nào ngờ cơn gió đã mở sương đêm vây kín, che lấp ánh sáng nơi chân trời. Nước mắt tràn bờ mi, lần đầu xót nghe trái tim khóc trong lạnh cầm. Mà vì
vì sao tình em giờ đây vẫn mãi chờ người, chờ tháng năm yêu ngày xưa giờ mong mau. Ngày đi trời mưa phùn rơi thấm ướt đường dài, để em ngồi lặng nhìn theo bóng ai lệ cây phá vì một người đã ra đi không trở về. Nhưng nước mắt đâu cũng chỉ làm vết thương thêm đau. Vì sao em lại khóc, vì sao em lại nhớ, dẫu biết anh chẳng còn như lúc xưa. Lệ cây phá vì một người đã đi mang theo giấc mơ, nơi đó tròn dấu ký ức cùng tháng năm em đêm. Vì anh đã đi mãi, vì em còn yêu anh, dẫu biết anh chẳng còn nhớ đến em. Lệ cây phá vì một người đã đi mang theo giấc mơ, nơi đó tròn dấu ký ức cùng tháng năm em đêm. Vì sao em lại khóc, vì sao em lại nhớ, chẳng còn như lúc xưa. Lệ cây phá vì một người đã đi mang theo giấc mơ, nơi đó chôn dấu ký ức cùng tháng năm em đến. Hay là anh đã sai mà dường như ta dần xa cách. Em nói đôi ta không ngờ, em nói anh không còn như trước. Nhưng tại sao em ơi, những lúc ta bên nhau, bàn tay em không muốn ôm anh thật lâu. Và dường như anh yêu ra một điều em đã khác xưa nhiều lắm. Và dường như anh yêu ra một điều em đã hết yêu anh phải không? Vậy thì anh sẽ bước ra đi, trả lại em những ngày anh chưa đến. Và khi anh ra đi em sẽ nhận ra không ai yêu em như anh đã từng. Thank you.
xanh rực đành thay xung quanh sao trông vắng. Mắt anh kim tìm em trong khoảng trống cô đơn. Và rồi đây anh biết mọi việc đi quá xa để em phải không nhận ra những yêu thương ngày xưa lúc bên nhau nay không còn. Đã có lúc anh thấy hạnh phúc xa xôi quá, nay gần bên cạnh em mà tìm kiếm nơi đâu để cho em phải khóc tội nghiệp xót xa. Lòng anh bỗng như nghẹn lại, anh mong được một lần thứ tha. Xin em vì đây, vì cuộc đời này chỉ có vậy, mọi chuyện dù có đúng sai anh xin nhận hết, để rồi anh được xin lỗi em, để anh đón em quay về. Tháng năm sau này chỉ có thí sinh của chúng ta đã hoàn thành xong phần dự thi của mình. Bây giờ sẽ là tổng lượt bình chọn tạm thời của các bạn sau hai vòng thi. Đầu tiên là Văn Minh, tổng lượt bình chọn tạm thời của bạn qua hai vòng thi là 129 lượt. Tiếp theo Thu Phượng, bạn nhận được 169 lượt. Và vị trí thứ ba, bạn Huyền Trang nhận được 172 lượt. Và lượt bình chọn tạm thời của Yến Nhi qua hai vòng thi là 145 lượt. Và cuối cùng là Văn Thân, bạn nhận được tổng lượt bình chọn sau hai vòng thi là 132 lượt. Như vậy, quan sát bảng điểm, chúng ta đang có hai thí sinh chắc chắn lọt vào top an toàn, đó chính là Thu Phượng và Huyền Trang. Ngay bây giờ hãy đến với phần nhận xét của ban giám khảo. Bây giờ tôi có một đề nghị này, là tôi ví cái cuộc chơi này, cái vòng này, các bạn dự thi như là các người con trai đến tán tỉnh
con gái của tôi. Đúng chưa? Trước hết với Yến Nhi. Yến Nhi thì tôi sẽ bảo con gái của tôi là cái bạn này cũng có lửa cháy đấy, nhưng mà chưa đủ để nấu nồi súp. Đúng rồi. Chỉ đủ để rán trứng thôi. Vậy là không đủ ăn anh? Chưa, bởi vì sao? Tại vì cô ấy đầy là làm nhịp nhàng như thế, mà nàng đứng đó, tất cả mọi người đấy mà nàng cứ đứng im. Bạn phải tưởng tượng bạn là Đông Nhi, thì cái người xem và cái người nghe nó mới thuyết phục. Sang bạn Huyền Trang, cô ấy hát thì tốt đấy, nhưng mà bảo là giống anh Thơ hay không thì giống chút chút. Lúc đầu tôi nghe bạn hát cái nhạc đoạn chậm, tôi thấy rất tốt, nhưng mà cuối cái đoạn chậm nó lại hơi lao đao. Rồi qua cái đoạn vui thì bạn xử lý một vài chỗ tôi cho là tuyệt vời. Nhưng mà tuyệt vời là ở giọng hát của bạn thôi ha, chứ chưa phải là giọng của chị anh Thơ. Bạn Văn Minh khác Việt đó, thì có thêm một chút thiết tha, nhưng mà tôi sẽ bảo con gái tôi là cái cảm xúc anh này chưa có thật. Nhưng mà thật sự ra bạn cũng rất là chăm chỉ và bạn chỉ có một điều là cái đoạn đầu bạn vẫn còn hơi bị phân tâm chút xíu. Văn Thân, cái bài hát của Tuấn Hưng cái đoạn đầu thì nó hơi phải, bạn phải nhẹ lại chút xíu nữa để cái bạn đoạn sau bạn sẽ cao trào hơn. Và sau cùng thì cô Thu Phượng là cái người có bản lĩnh nhất. Nên là tôi rất là thú vị thấy có một người như thế đến tán tỉnh con gái tôi. Em có thấy bay rồi đó. Vâng. Và sau đó đó là tôi bảo là tôi cho phép đi chơi, tại vì sao? Cô này đầy tự tin và cô này đầy đủ người cảm lớn. Cảm xúc. Vâng. Và cái tuổi yêu, không tình anh? Cảm chân thật để mà tôi nói là được rồi, tôi cho phép con gái tôi đi chơi, nhưng mà 10 giờ là phải quay về đấy nhá. Rồi. Là gặp ở vòng 3 đúng không anh? Vâng, để còn gặp ở nhà vòng 3. Là hai mình xong không anh? Xong. Xin chúc hết tất cả các bạn. Cảm ơn lời nhận xét của ba vị giám khảo. Và các bạn đã vừa lắng nghe lời nhận xét ban giám khảo rồi. Và bây giờ là tổng lượt bình chọn của các bạn qua hai vòng thi. Và Huy sẽ được công bố lượt bình chọn của hai thí sinh đang trong top an toàn. Đầu tiên là tổng lượt bình chọn qua hai vòng thi dành cho bạn Huyền Trang, 177 lượt bình chọn. Và tiếp theo là lượt bình chọn dành cho bạn Thu Phượng. Tổng lượt bình chọn của bạn Thu Phượng qua hai vòng thi là 184 lượt bình chọn. Kế tiếp, chúng ta hãy đến với lượt bình chọn dành cho bạn Yến Nhi, 155 lượt bình chọn. Và bây giờ hãy đến với lượt bình chọn dành cho thí sinh Văn Minh qua hai vòng thi. Tổng lượt bình chọn của bạn là 139 lượt bình chọn. Và Văn Thân, bạn phải có ít nhất 2 lượt bình chọn đến từ chúng tôi, ban giám khảo và MC, để giúp bạn có được tấm vé bước vào vòng sau. Và đây là tổng lượt bình chọn của Văn Thân qua hai vòng thi, đó là 147 lượt bình chọn. Chúc mừng bạn và xin chia buồn cùng với Văn Minh. Có lẽ là do mình tâm trạng mình không có được tốt, và do thấy mệt mỏi trong người nên không có được như mong muốn cho lắm. Sau cuộc thi này thì mình nghĩ mình sẽ tôi luyện và rèn luyện bản thân mình hơn, và cảm thấy mình đủ khả năng thì mình sẽ tham gia những cuộc thi lớn hơn. Chúc cho các bạn có những phần thi phía sau thật là tốt đẹp. Đến với cuộc thi này thì cảm thấy rất là may mắn vì được chờ các bạn, những người bạn rất là vui vẻ và thân thiện như vậy. Em đã từng mơ rất là nhiều lần, đó là đột một lần em có thể xõa mình ra như thế này. Chúng ta không ôm ấp một giấc mơ thì chúng ta chưa sống trọn vẹn. Xin được chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đang đến với vòng thi cuối cùng của buổi tối ngày hôm nay, mang tên Trên Đỉnh Vinh Quang.
Trải qua hai vòng thi căng thẳng và chúng ta còn lại 4 thí sinh xứng đáng nhất để bước vào vòng thi cuối cùng này. Và trong vòng thi cuối cùng này sẽ là thử thách khó nhất. Các bạn sẽ không được hát những ca khúc do các bạn chọn lựa từ trước, mà phải hát một bài hát trong tổng số 20 bài hát ngẫu nhiên của chương trình bằng chính giọng thần tượng của các bạn. Và thí sinh nào có tổng lượt bình chọn qua 3 vòng thi cao nhất sẽ là quán quân của buổi tối ngày hôm nay, với giải thưởng trị giá 10 triệu đồng và đặc biệt hơn là tấm vé bước vào đêm bán kết với cơ hội trở thành quán quân của chương trình, tổng giải thưởng trị giá 200 triệu đồng. Và thí sinh đầu tiên của vòng thi thứ 3 này, hãy đón chào Huyền Trang. Bạn đã là một trong những thí sinh dẫn đầu. Không biết là ngoài cái dòng nhạc mà Trang đang theo đuổi ra thì Trang còn thích dòng nhạc nào khác hay không? Chưa khi nào thử hết ạ. À, một cái duy nhất thôi. Dạ. Tin vui cho bạn. Hãy nhìn qua danh sách 20 bài hát ngẫu nhiên của chương trình, xin mời. Có quen thuộc với bạn hay không? Dạ không. Đây là 6 dòng nhạc, cũng rất tương đồng, nó chỉ hơi khác biệt. Giống như Sài Gòn, Hà Nội nó hơi khác nhẹ vậy thôi, chứ cũng gần giống. Bạn sợ bài nào trong đây nhất? Bài tiếng Anh. Bài tiếng Anh. Chỉ có 2 bài trong danh sách 20 bài, xác suất chỉ có 10%. Thoải mái đi, không sao cả. Bây giờ xin mời danh sách bài hát chạy ngẫu nhiên. Tiếng Anh chỉ là một cái phần nhỏ thôi, nó chỉ ra xác suất rất ít. Mời bạn hãy chọn bài hát của mình. Ai khổ vì ai? Đã từng khổ vì ai chưa? Dạ chưa. Rồi hiểu luôn. Hãy nhớ hát ca khúc này bằng giọng thần tượng của bạn là anh Thơ. Và bây giờ ai khổ vì ai? Huyền Trang. Anh biết chăng anh em khổ vì ai? Em không vì ngày vui đã tan, nhân tình thế tái, còn lại đóng cho tàn. Em muốn kêu lên cho thấu tận trời cao xanh, rằng tình em yêu sao giống đời đó phù dung. Sớm nỡ tối tàn, xót xa duyên mình chưa thắm vui ly. Thua xưa ngày đầu của nhau hai đứa vẫn câu tình ca, ngày đầu của nhau anh đón đưa em về nhà, trăng nước hiền hòa ngày đầu của nhau hương sắc tình yêu đậm đà. Ngày nay người đành bỏ em cánh vắng bơ vơ sâu đau, người đành bỏ em quên phút ta yêu lần đầu, trăng nước bạc màu người đành bỏ người như sương khói sau chuyến tàu. Anh biết chăng anh em ngủ nào yên, em thương nào yên. Nhiều khi cố quên nhưng chỉ thêm chuốc vào lòng những yêu phiền. Em muốn kêu lên cho thấu tận trời cao xanh, rằng tình yêu em sao giống đời đó phù dung. Sớm nỡ tối tàn, xót thương vô vàn chưa thắm vui ly tan.
Và chúc mừng bạn đã hoàn thành phần dự thi với 72 lượt bình chọn. Hãy lắng nghe ý kiến từ ban giám khảo. Nghe em hát bài này nó cũng có một vài từ, một vài chữ giống chị Anh Thơ. Tôi thấy là bạn có vấn đề kiểm soát những cái nốt cho nó đúng. Thì nói chung rất là làm em không có thoải mái trong cái phần thi này. Em cần phải trải nghiệm nhiều hơn để mà hát hát tốt hơn nữa. Như tương lai của em rõ ràng là rất sáng. Cảm ơn em. Em cảm ơn. Chúc mừng bạn, 72 lượt bình chọn. Và hãy chào đón thí sinh tiếp theo, Yến Nhi. Thật ra thì bạn mọi người rất lợi thế, bởi vì Đông Nhi là một ca sĩ hát rất nhiều loại nhạc. Bởi vì Huy với Nhi đã chơi với nhau từ lúc mà đi hát đến bây giờ, nên rất là rành về Nhi. Nhưng mà cũng có một số thể loại nhạc Nhi sợ. Không biết là bản thân bạn ngại nhất là thể hiện dòng nhạc nào? Dạ, thú thật là em ngại nhất là rock. Phải nghĩ rằng mình thể hiện tốt hết mọi thứ. Đừng có hát từ Đông Nhi thành Kiến Huy là được. Hả? Phá bỏ rào cản. Dạ, cái đó phá luôn hết tất cả chị rồi. Và bây giờ Yến Nhi hãy cùng tôi nhìn qua danh sách 20 bài hát ngẫu nhiên của chương trình. Xin mời. Và hãy xem có vô bài hát rock hay không. Xin mời danh sách chạy ngẫu nhiên ạ. Hãy chọn bài hát của bạn. Dạ, đúng là rock luôn. Cái này là chúng độc đắc đó. Dạ, phải chi kêu số nào trúng số cũng đỡ. Dạ. Biết thế ai cũng giàu rồi. Dạ. Rồi, bạn dự định là phải xử lý như thế nào đây? Bằng giọng của Đông Nhi. Dạ, đến vòng này thì em sẽ hết mình. Bung xỏa. Dạ. Quẩy. Dạ. Rồi, mà sao dạ mà sao thấy nó... Dạ, biết rồi. Dạ. Rồi, mạnh dạn lên. Hãy nhớ giọng ca thần tượng Đông Nhi và ca khúc Tìm Lại Cùng Yến Nhi. Chẳng muốn nghe gì, chẳng muốn tìm khác, đôi mắt luôn tìm về. Người nhếch môi cười, người như hụt hẫng, người khóc trong lòng hết rồi. Tìm lại đi hãy, tìm lại cho mỗi người, để ta không thấy ta như lúc này. Đường sao quá dài rồi ta mệt nhoài, vì ta không đứng bên nhau nữa rồi. Tìm lại đi hãy, tìm lại cho mỗi người, để ta không thấy ta như lúc này. Đường sao quá dài rồi ta mệt nhoài, vì ta không đứng bên nhau nữa rồi. Bạn và hãy nhìn xem bạn nhận được bao nhiêu lượt bình chọn. 81 lượt bình chọn. Sau khi xóa ra rồi cảm giác ra sao? Có lẽ đây là một trong những cái giấc mơ của em mà em đã từng mơ rất là nhiều lần. Đó là được một lần em có thể xóa mình ra như thế này. Con đường mà theo đuổi anh nhạc rất là trông gai, và chắc chắn là những người đã đi trước, những anh chị ở đây, những cô chú ở đây đã đi trước thì sẽ biết được nó khó khăn như thế nào, và em cũng vậy. Em có một giấc mơ mà mỗi đêm em đều có những đêm em mơ thấy, đó là em được đứng trên một sân khấu như thế này và
Em được mọi người vỗ tay. Cảm ơn mọi người ạ. Mình hiểu một phần cảm giác của bạn. Và chắc chắn là nếu bạn cứ đặt hết đam mê của mình, đeo đuổi giấc mơ đó dù cho nó khó khăn, nó quật ngã bạn cả trăm lần, nhưng hãy đứng dậy, theo đuổi tiếp, thì chắc chắn thành quả sẽ không phụ lòng bạn. Và minh chứng, bạn xóa ra và 81 lượt bình chọn, rất xứng đáng. Cảm ơn mọi người ạ. Vậy hãy xem giám khảo nói gì về bài Hát Tìm Lại của bạn. Tôi nghĩ rằng nếu mà chúng ta sống trên cuộc đời mà chúng ta không ôm ấp một giấc mơ thì chúng ta chưa sống trọn vẹn. Sau khi nghe bạn hát, sau khi nghe bạn tâm sự thì tôi chúc mừng bạn là hôm nay bạn đã chạm được cái giấc mơ của bạn một phần nhỏ. Và tôi chúc cho con đường trước mặt của bạn sẽ có thêm cái sự tự tin, thêm cái sự can đảm vào những gì mình có. Và tin rằng một ngày nào đó mình sẽ biến cái giấc mơ của mình trở thành sự thật. Xin chúc mừng. Yeah. Một lần nữa em cảm ơn mọi người ạ. Và bây giờ hãy đón chào thí sinh Thu Phượng. Chào Phượng. Dạ, em chào anh Ngô Kiến Huy ạ. Và bây giờ hãy nhìn qua danh sách 20 ca khúc của chúng tôi. Rồi, mời bạn ra đây. Và bây giờ xin mời danh sách bài hát Chạy Ngẫu Nhiên. Nào, mời bạn. Xin xác nhận với bạn đây là ca khúc nhạc trẻ, bởi vì nó đi cùng năm tháng. Thời nào nó cũng là trẻ hết. Và quan trọng là bạn xử lý bài hát này như thế nào thôi. Thế thật sự là đang rất là thử thách vui. Cho em. Dạ. À, vui hay là vui? Phải thấy mình cảm thấy hạnh phúc vì bốc trúng bài hát này. Đây cả khúc rất hay. Em thấy đừng sự nguy hiểm. Ở không. Tôi là một người luôn luôn động viên các bạn. Dạ. Cổ vũ tinh thần cho các bạn. Đừng có tin, đừng có tin Huy, Huy rất là nguy hiểm. Dạ. À, thôi bây giờ vô thi đi. À, khó lắm, bỏ qua đi Huy. Đó. Và bây giờ hãy nhớ nha, hát ca khúc này bằng chính trong thần tượng của mình. Và bây giờ là Bèo Giặt Mây Trôi và Thu Phượng. Trốn xa xôi, anh ơi, em vẫn đợi bao giờ. Mây trôi, chim ca tang tính tình cả vườn. Ngậm một tin trông, hai tin đời, ba bốn tin chờ. Chẳng thấy đâu ngày ngày ra trông chốn xa xăm, anh ơi em vẫn đợi mỏi mòn ra trông sao xa tang tính tình cả vườn người đi xa. Ai ngồi trong cánh chim trời sao chẳng thấy đâu người đi xa có nhớ là nhớ ai ngồi trong cánh chim trời sao chẳng bạn. Ca khúc Bèo Giặt Mây Trôi đã mang về cho bạn 68 lượt bình chọn. Xem giám khảo nhận xét sao về bạn. Thật sự ra tôi cũng khó tưởng tượng khi mà ca sĩ Leon Salonga mà hát Bèo Giặt Mây Trôi thì nó sẽ như thế nào.
Nhưng mà bạn cũng cho tôi một cái khái niệm tương đối là người nước ngoài hát nhạc Việt. Thì tôi thấy bạn cũng khá thông minh và bạn đã cắt bớt đi một những cái ngũ cung để cái phần luyến lấy của nó có vẻ tây hơn. Tôi nghe tôi rất thích nhưng mà thật sự ra cũng chưa đủ thuyết phục với tôi. Và chúc mừng bạn, số 18 Lương Bình Chọn. Và bây giờ sẽ là phần xuất hiện của thí sinh cuối cùng, anh Văn Thân. Xin mời danh sách bài hát chạy ngẫu nhiên. Rồi, mời bạn. Thuộc lời chưa? Chưa thuộc lời luôn. Vậy nếu mình quên lời mình xử lý sao, gợi ý cho tôi một chút. Hát theo cảm tính của mình. Mình niềm tin. Phải có niềm tin. Chúng ta phải hát bằng niềm tin. Và bây giờ chúc cho bạn và niềm tin của bạn sẽ thành công với bài hát Chú Voi Con ở bản đồn và giọng ca thần tượng Tuấn Hưng. Voi con ở bản đồn, chứ có nhà nên con trẻ con từ dân ra chú đến với người vẫn ham ăn với lại ham chơi. Voi con ơi, voi con ơi, mau lớn nhanh có đôi nhà to, có rất đi khắp vùng miền xa kéo gối cho muôn làn của ta. Voi con ở bản đồn quen rất nhiều thiếu nhi mừng ngân, từ rừng ra chú đến với người vẫn ham ăn với lại ham chơi. Voi con ơi, voi con ơi, mau lớn nhanh có đôi nhà to, có rất đi khắp mùi vùng xa kéo gỗ cho muôn làn của ta. Bạn có một niềm tin mãnh liệt vượt qua ranh giới về lời bài hát và mang về cho mình 79 lượt bình chọn. Chỉ cần bạn truyền được lửa chúng tôi là điều đó đáng quý rồi. Và hãy xem bản giám khảo nhận xét gì về bạn. Chị Phương Nguyên ạ. Nói thật, tôi thích nhất dòng này của bạn. Bạn hát rất là dễ thương. Và tôi thấy là cái vẻ bậm trợn của bạn là chỉ là phía ngoài, phía sau đó mới là một sự dễ thương đáng mến. Chúc mừng bạn. Tôi hoàn toàn đồng ý với lại Phương Nguyên. Đây là lúc mà tôi cảm thấy bạn thoải mái nhất. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau gặp gỡ lại bốn thí sinh của chúng ta ngày hôm nay. Xin mời. Và cả bốn thí sinh xuất sắc nhất của buổi tối ngày hôm nay vừa hoàn thành xong phần dự thi của mình. Và ngay bây giờ Huy sẽ công bố tổng lượt bình chọn tạm thời của các bạn qua 3 vòng thi. Đầu tiên là Huyền Trang. Qua 3 vòng thi, tổng lượt bình chọn tạm thời của bạn là 249 lượt. Và Yến Nhi, bạn đã có một cú lội ngược dòng và nhận được 236 lượt bình chọn. Tiếp theo là Thu Phượng. Tổng lượt bình chọn tạm thời của bạn qua 3 vòng thi là 252 lượt. Cuối cùng, thí sinh mà Huy ấn tượng nhất, Tuấn Hưng Biên Hòa, Chú Voi Con, bạn nhận được 226 lượt. Như vậy, chúng ta có thể thấy là cuộc cạnh tranh trực tiếp giữa hai thí sinh là Huyền Trang và Thu Phượng, các bạn đang chênh lệch nhau 3 lượt bình chọn. Và Yến Nhi, cú lội ngược dòng vừa rồi của bạn cũng đã mang đến cho bạn một cơ hội để trở thành quán quân của buổi tối ngày hôm nay. Hãy hy vọng. Và bây giờ Huy xin được công bố tổng lượt bình chọn cuối cùng trong buổi tối ngày hôm nay. Đầu tiên sẽ là của thí sinh Văn Thân. Qua 3 vòng thi, tổng lượt bình chọn dành cho Văn Thân là 241 lượt bình chọn.
Và lượt bình chọn tiếp theo sẽ là của Ý Nhi. 251 lượt bình chọn. Tổng lượt bình chọn cuối cùng dành cho bạn Huyền Trang, xin mời. 259 lượt bình chọn. Và Thu Phượng, bạn cần ít nhất là 2 lượt bình chọn từ chúng tôi. Và bây giờ là tổng lượt bình chọn cuối cùng dành cho Thu Phượng trong buổi tối ngày hôm nay. 272 lượt bình chọn. Và quán quân của buổi tối ngày hôm nay, xin chúc mừng Thu Phượng. Mời bạn. Và đây là phần thưởng dành cho quán quân ngày hôm nay. Giải thưởng trị giá 10 triệu đồng và tấm vé bước tiếp vào đêm bán kết để chinh phục giải thưởng cao nhất 200 triệu đồng. Và xin mời các bạn thí sinh cùng chia vui với Thu Phượng ạ. Xin mời ban giám khảo. Rất nhiều cảm xúc ngày hôm nay. Và hãy nhớ đón xem chương trình Ai Tỏa Sáng vào tối thứ tư tuần sau lúc 21:10 trên kênh VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam. Xin chào và chúc ngủ ngon. Chính chúng tôi không kiên nhẫn nghe bạn và bạn cũng không kiên nhẫn để hát hết bài. Ai tỏa sáng không quan trọng, tỏa sáng theo cách của mình là quan trọng nhất.